Các em học sinh thân mến, hôm nay chúng ta đi học môn mỹ thuật lớp 3. Ở các lớp trước, chúng ta đã được biết một số con vật, nhưng để hiểu kỹ hơn về một số con vật quen thuộc và chúng ta lại còn trang trí được hình các con vật cho thật đẹp, thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chủ đề số 3, con vật quen thuộc. Xin mời các em mở sách mỹ thuật trang số 14. Để hoàn thành tốt chủ đề này thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị một số đồ dùng học tập như sau. Các em chuẩn bị bút chì, màu vẽ, giấy vẽ. Sau đây xin mời các em chúng ta cùng đi tìm hiểu mục tiêu của chủ đề. Chủ đề này gồm có 3 mục tiêu. Mục tiêu số 1 là nhận ra được đặc điểm và nêu được hình dáng, màu sắc, hoạt động của một số con vật. Mục tiêu số 2 là vẽ được một con vật theo ý thích bằng led và sau đó thì chúng ta sẽ trang trí bằng màu. Mục tiêu số 3 là chúng ta giới thiệu, nhận xét và lưu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn. Thế thì ở đây chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu số 1 và mục tiêu số 2, còn riêng mục tiêu số 3 chúng ta sẽ để dành đến hôm nào mà chúng ta được đến lớp, đến trường thì chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành. Và để hoàn thành các mục tiêu này thì chúng ta sẽ cùng đi xem một số hình ảnh về các con vật. Đây là con mèo. Con mèo có hai cái tai đây, ngắn ngắn thôi, đuôi thì rất là dài. Và con mèo này thì được có màu lông là màu vàng ở phần thân, phần đuôi. Phần lông màu trắng thì ở phần ức của nó đây và phần chân. Đấy, con mèo thì giúp mà chúng ta để tiêu diệt loài chuột. Tiếp tục chúng ta sẽ xem con vật thứ hai, đó là đây là một con thỏ, toàn thân của chúng là có màu trắng đúng không, và có cái đôi tai này dài thẳng đứng này, rất là dài. Đấy. Và con mèo thì tai ngắn, con thỏ thì tai dài, con mèo thì đuôi dài nhưng mà con thỏ thì đuôi rất là ngắn. Và món ăn ưa thích của thỏ là rau củ đấy. Đấy, ví dụ như là củ cà rốt là một món ăn rất là thích của thỏ. Chúng ta sẽ cùng đến với con vật tiếp theo. À, đây là một là con voi rất là to lớn đúng không nào? Chúng ta thấy rằng nó có một cái vòi này. Đấy. Một cái vòi rất là to và nó như là đôi tay của chúng ta ấy. Đấy. Có thể làm động được rất là nhiều việc. Và đây là hai cái ngà. Và đích thực đây là hai cái răng nanh của chúng đấy. Và tai của con voi. Đấy, rất là to. Và một cái thân hình rất là to lớn. Và con voi thì thường sống ở trong rừng. Chúng ta sẽ cùng đến với một con vật khác. À, đây là một con chó đúng không? Con chó màu vàng. Đấy, con chó này có bốn chân này, đuôi thì cong lên này. Đấy, và nó làm nhiệm vụ giữ nhà cho chúng ta đấy. Chúng ta sẽ cùng đến với con vật tiếp theo. À, đây là một con gà trống. Có bộ lông rất là rực rỡ, có cái màu đỏ chót. Được chưa nào? Đấy, và gà trống thường gáy ò ò để báo thức các bác nông dân vào mỗi buổi sáng sớm. Chúng ta sẽ cùng xem. À, đây là một chú chim bồ câu, dang đôi cánh đang bay trên bầu trời, rất là đẹp đúng không nào? Con chim này màu trắng và bồ câu thì cũng có rất là nhiều màu, và đây là một biểu tượng của hòa bình đấy các em ạ. Vừa rồi các em đã được biết một số con vật và một số đặc điểm riêng và môi trường sống của chúng. Còn để biến chúng thành những sản phẩm mỹ thuật như thế nào thì sau đây chúng ta sẽ cùng xem một số bài vẽ của các bạn. Đây là một con mèo. Đấy. Được trang trí những cái bông hoa ở phần lưng này, phần bụng này, rồi những cái họa tiết ở phần trán này, rồi những cái chấm tròn rất là thú vị ở thân, ở chân của con mèo này. Đấy. Tiếp tục chúng ta xem một con vật khác. À, đây là một con voi đang làm xiếc đứng ở trên một cái quả cầu đấy, đúng không? Và nó được trang trí rất là nhiều hình, những cái nét lượn sóng rồi xoắn ốc, vân vân. Đấy. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng xem hình ảnh. À, đây là một chú cún, một con chó đấy, một con cún đang vui chơi ở trong
vườn hoa đây, đấy còn có cả con bướm này, rồi ông mặt trời đây, tỏa những ánh nắng đây. Tiếp tục chúng ta sẽ xem một hình ảnh khác. À, đây là một con trâu đúng không, đang đi trên cánh đồng cỏ đây, và chúng ta còn thấy rằng là con trâu này được trang trí bằng các nét xoắn ốc đây, đấy, rồi những nét gấp khúc vân vân. Rồi chúng ta thấy ông mặt trời đây cũng được trang trí bằng những nét xoắn ốc này, rồi những đám mây được trang trí bằng các nét cong, nét lượn sóng. Chúng ta sẽ đến với một con vật khác. À, đây là một con chim đang đậu trên những cành cây. Và ở đây thì chúng ta thấy con chim này được trang trí các nét này gấp khúc này, đấy, các nét gấp khúc, rồi các nét cong này, các nét xoắn này, vân vân, rất là nhiều nét, rất là đẹp đúng không nào? Sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với, à, đây là một con gà trống, đó, đang dạo chơi trong vườn có những cây hoa, trên bầu trời thì có ông mặt trời và những đám mây. Con gà trống này được trang trí này, các cái chấm chấm ở mào này, những cái chấm chấm ở mỏ này, rồi những nét gấp khúc ở cổ này, những nét cong ở thân này, những nét gấp khúc ở đuôi này, những hình tròn ở đuôi này, những nét lượn sóng ở đuôi này. Đấy, đây là một bài vẽ về con vật và được trang trí các nét rất là đẹp. Tiếp tục chúng ta cùng đến với, đây là một bức vẽ về con mèo. Đấy, con mèo ở phần mặt thì được trang trí các nét xoắn ốc này, ở phần thân thì các nét lượn sóng gấp khúc này, đấy, rồi những cái chấm màu vàng này, chấm tròn này, rồi ở phần đuôi thì chúng ta thấy có nét lượn sóng này, ở chân có nét lượn lượn sóng này, đấy. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là ở phần dưới nền đấy, như là con mèo đang được đi ở trên những cái viên gạch đúng không nào, xếp chéo chéo này, rồi khi mà vẽ rồi ở đây thì con đuôi ở con mèo còn được cả vẽ màu cơ đấy, hai màu, màu nâu và màu xanh lon ấy, đúng không nào? Để có được những bài vẽ đẹp như vậy thì sau đây xin mời các em sẽ cùng đi đến với phần hướng dẫn cách vẽ. Các em học sinh thân mến, thầy có một cái khung giống như tờ giấy của các em. Thầy sẽ đi vẽ một con vật và ở đây thì thầy sẽ vẽ con mèo. Thầy vẽ đầu, vẽ thân, vẽ đuôi. Thầy vẽ chân. Đó. Vẽ chân của con mèo, chân sau, chân trước. Thầy vẽ tai, vẽ mắt, vẽ miệng, à, vẽ những cái ria mép, rồi vẽ mũi, vẽ con ngươi và con mắt. Khi mà được hình con mèo như này rồi thì thầy sẽ chọn màu và thầy sẽ đi vẽ các nét để trang trí cho con mèo. Ở đây thì thầy vẽ các nét hơi cong cong đấy, nét cong, nét thẳng để chia cái thân con mèo ấy làm nhiều khoang khác nhau. Sau đó thầy lại chọn màu theo ý thích, thầy vẽ những nét gấp khúc đấy, nét gấp khúc, nét lượn sóng vào thân của con mèo. Thầy cứ làm như vậy cho đến hết phần thân. Sau đó thầy lại chọn màu khác, à, màu vàng. Thầy vẽ những cái chấm tròn vào thân của con mèo, những cái chấm tròn màu vàng vào thân của con mèo. Thầy cứ vẽ như thế cho đến hết. Sau đó thầy lại chọn màu khác. Thầy sẽ vẽ những đường lượn sóng ở đuôi ở con mèo. Tiếp theo, thầy lại chọn màu theo ý thích. Thầy sẽ vẽ những nét xoắn ốc
À, ở đây thì chọn màu cam, vẽ những nét xoắn ốc ở trên mặt của con mèo. Đấy. Thầy vẽ các nét cho nó thật kín. Rồi. Sau đó thầy lại chọn màu khác. Thầy vẽ các nét thẳng vào tai của con mèo. Rồi thầy vẽ các nét gấp khúc vào chân của con mèo. Các nét gấp khúc vào chân của con mèo. Đấy. Khi mà thầy đã trang trí xong cả con mèo này rồi, thì thầy có thể đi vẽ môi trường sống cho con mèo. Thầy vẽ con mèo đang nằm ở trên một cái sân gạch. Đấy. Thầy sẽ vẽ các nét để tạo thành cái sân. Đấy. Có những viên gạch nhỏ vuông chẳng hạn, được lát hình chéo chéo. Đấy. Rất là đẹp phải không các em? Sau đó thì thầy vẽ ở phía không gian ở phía trên, thầy chọn màu tím tím, thầy vẽ các nét thẳng đấy, để tạo thành cái bức tường ở phía đằng sau. Sau khi mà được hình con mèo này, rồi môi trường sống cho con mèo rồi, thì thầy sẽ đi chọn màu, thầy vẽ thêm vào một số chỗ mà thầy thích, ví dụ như ở tai đây, thầy chọn màu xanh lon rồi màu tím, ở đuôi đây, thầy cũng chọn màu xanh lon, màu xanh lá non, rồi thầy chọn màu lâu đi, đúng rồi. Thầy sẽ vẽ tiếp vào cho cái phần đuôi này. Và thầy thấy như thế là đẹp rồi. Hoặc nếu không thì thầy có thể bổ sung thêm một chút nữa. Vào phần thầy sẽ chọn màu vẽ thêm vào phần chân. Đấy, màu xanh lam. Vẽ thêm vào phần chân sau, chân trước. Và thầy thấy nếu mà như thế là đẹp rồi thì thầy có thể dừng lại cũng được, hoặc thầy có thể vẽ thêm, thì ở đây thì vẽ thêm mặt của con mèo đấy, rất là đẹp đúng không nào. Xin thân mến, vừa rồi là các em đã biết cách vẽ và trang trí một con vật theo ý thích rồi, thì bây giờ các em sẽ đi làm bài tập cho thầy, các em sẽ tạo dáng và trang trí con vật theo ý thích đấy. Sau đó thì nhớ nhá, nhớ là tạo thêm môi trường sống cho chúng nghe chưa đấy. Và các em lưu ý này, khi các em hoàn thành sản phẩm thì các em hãy chụp lại và gửi Zalo cho thầy để thầy sẽ nhận xét và ghi kết quả học tập của các em. Các em nhớ giữ gìn sản phẩm của mình thật cẩn thận để hôm nào chúng mình có dịp đến trường đến lớp thì chúng mình sẽ thực hiện nốt mục tiêu số 3 và chúng mình sẽ triển lãm kết quả học tập. Còn để chuẩn bị cho chủ đề sau thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho thầy màu vẽ, giấy màu, hồ dán. Các em học sinh thân mến, chủ đề 3 của chúng ta đến đây đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em.